lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp thế gian, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp xuất thế gian, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp hữu lậu, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp vô lậu, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp hữu vi, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp vô vi. Này thiện hiện, vì sắc vô sở trụ, thọ tưởng hành thức cũng vô sở trụ, không của sắc vô sở trụ, không của thọ tưởng hành thức cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức cũng không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của sắc không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của thọ tưởng hành thức cũng không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được có chỗ trụ vậy? Này thiện hiện, nhãn xứ vô sở trụ, nhĩ tý thiệt thân ý xứ cũng vô sở trụ, không của nhãn xứ vô sở trụ, không của nhĩ tý thiệt thân ý xứ cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn xứ không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tý thiệt thân ý xứ không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của nhãn xứ không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của nhĩ tý thiệt thân ý xứ cũng không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được có chỗ trụ vậy? Này thiện hiện, sắc xứ vô sở trụ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vô sở trụ, không của sắc xứ vô sở trụ, không của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc xứ không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của sắc xứ không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được có chỗ trụ vậy? Này thiện hiện, nhãn giới vô sở trụ, nhĩ tý thiệt thân ý giới cũng vô sở trụ, không của nhãn giới vô sở trụ, không của nhĩ tý thiệt thân ý giới cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn giới không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tý thiệt thân ý giới không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của nhãn giới không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của nhĩ tý thiệt thân ý giới cũng không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được có chỗ trụ vậy? Này thiện hiện, sắc giới vô sở trụ, thanh hương vị xúc pháp giới cũng vô sở trụ, không của sắc giới vô sở trụ, không của thanh hương vị xúc pháp giới cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc giới không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của sắc giới không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, không của thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được có chỗ trụ vậy?